Ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để lắp một cái bàn chữ K như này nhá. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô vít. Thì ở đây nó đầy đủ các phụ kiện cho các bạn rồi. Một khối ốc vít này. Tiếp theo là mọi người bọc cái bàn này ra. Các bạn lấy cho mình hai cái chân từ ra trước nhá. Và một cái thanh gỗ này. Và một thanh sắt. Ở cái mặt bàn thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ tiến hành lắp chân trước. Các bạn để ý nhá, bàn là nó đã có sẵn chân rồi, thì cái này là ở dưới. Thì ca nhá, đặt cái phần dài đất chân này trên cái chân đấy, thì nó còn đã khoan sẵn lỗ rồi, và cái tấm gỗ này cũng khoan sẵn lỗ luôn. Đúng không ạ? Để lắp cái tấm gỗ này thì mọi người dùng bốn cái vít dài này, bốn cái vít dài màu vàng. Các bạn con gái mua ấy, một là các bạn có thể nhờ các bạn nam nào đấy, người yêu chẳng hạn, vợ, là chồng lắp giúp. Nhưng nếu mà các bạn không có thì các bạn cũng có thể tự lắp được. Các bạn vặn vào, đừng vặn hết nha, còn chừa ra một chút. Đưa tiếp cái chân này vào. Và cũng làm tương tự. Sau khi đã vặn sơ sơ cái vít vào đấy, các bạn dựng cái chân lên. Thì ở cái bước này mọi người vặn vào. Ở cái bước này mọi người vặn chặt vào một chút nha. Tiếp theo này. Cái thanh này. Thì cái thanh này nó sẽ lắp ở trên phía trên. Ở đây có một cái lỗ này. Mọi người thấy không? Đây có một cái lỗ. Người dùng cho mình là hai cái vít dài. Và mọi người để ý nhá, ở trên thanh sắt hai mặt có lỗ. Đây mọi người thấy không? Thì cái hai mặt này, hai mặt có lỗ này mọi người để hướng lên trên cho mình. Xong rồi. Vặn sơ sơ vào đây. Bên này cũng thế. Vặn vào cho mình. Lần này là vặn chặt luôn nhá. Và mọi người lưu ý là phải vặn đều cả hai bên nhá. Tiếp theo là bạn chặt cái phần thanh gỗ này. Đây, xiên bốn con vít rồi. Mọi người lưu ý là cũng đừng chặt quá nhá. Đó, và mọi người đã hoàn thành xong được cái bộ khung rồi. Tiếp theo là mọi người bóc cái mặt bàn này ra. Thì mọi người để ý nhá, ở bốn góc bàn là nó sẽ có cái bảo vệ, cái chống va đập này. Ở mặt bàn ấy, nó sẽ có hai mặt. Nó có sẵn lỗ và nở trước này. Thì cái mặt này là úp xuống. Trên khung này thì cũng có 4 kg. Đó, mọi người đặt lên. Cái phần thanh gỗ này này thì là phần phía mặt trước của cái bàn. Đặt cái mặt bàn lên. Sao tôi đúng? Mình sẽ dùng 4 cái vít ngắn. Đưa cái vít vào lỗ này. Và mọi người đưa vào cái lỗ ở trên cái mặt bàn. Bọn này mọi người vẫn tặng sơ sơ thôi nhá. Ở bên kia cũng vậy. Sau khi mọi người đã bắt 4 con vít rồi ấy, thì mọi người vặn chặt lại cho mình. Đó, ở bước này là mọi người vặn chặt lại. Là bàn đã chắc chắn rồi. Được chưa? Và mọi người thấy ở trong túi vít ấy, nó vẫn còn hai con vít màu vàng ngắn này. Thì cái vít này dùng để làm gì? Vít này thì mọi người sẽ vặn vào cái thanh ngang. Đây. Cái thanh ngang lúc nãy mà mình bảo mọi người đặt cái lỗ nó hướng lên trên đấy. Lắp cái lỗ đi dây này. Đập vào số một chút. Ok. Lại cuối cùng một lần nữa là ở bốn góc của cái bàn này. Nó sẽ có bốn cái bảo vệ cạnh bàn. Cái này là để bảo vệ cạnh bàn trong quá trình vận chuyển nó không bị va đập thôi nhá. Và như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách lắp một cái bàn chữ K rồi. Và các bạn có nhu cầu muốn mua ấy, thì mọi người bấm vào góc phải của màn hình nha. Ở đây có cái giỏ hàng này.